Hello, xin chào tất cả mọi người, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tôi một lọ thuốc hồi phục hồi máu nha, trong một tự tin nào đó nhỉ. Để thế bây giờ mọi người mình sẽ này, con đang vừa đấm con này lên với xe mình nhé. Đấy, có quen rồi, người ta đấm trực diện. Ok nha mọi người này. Ok nha. Ô đấm hiểm bên trên đi. Hết kiểu ghê luôn. Mình học đấm bốc. Ok nha. Mới to rồi. Người bốc sai, bốc phụ cái đấy. Ok. Đặt xong thì cũng phải lên bến mà lấy vé thôi. Không cần lấy, đặt con vé không cần lấy mà. Có, Tết nó bắt phải lấy. Tao về đây. Chúc tao okay, đặt tao về, 2 năm tao về anh, rồi. Đấy là anh có đặt con vé đâu, để anh nhắn tin cho người ta mà. Em đặt con vé nó khác, con vé là con link cho chị cho, đỡ để tao về lấy vé. Nó bị mẹ vé rồi, mình cay vé rồi. Tại không nộp tiền, mới không chuyển khoản tiền nữa. Rất tiếc là anh đang nhìn. Chị gọi để chung cho cái bánh ba quy thằng bẩn chắc cháu ngủ. Không. Đừng chết kéo xe thôi. Ờ anh Long rồi. Long rồi đi rồi đi từ lúc mày ngủ rồi. Cho nên ta ra mà cứ để nhiều máu là chết rồi. Thế yeah. Ta ra thì càng ít máu càng đánh đau mày. Chết chết rồi. Thế thì không cần máu nữa rồi. Chúng nó chỉ đa số chờ ít ít máu cho nó đánh nhau rồi chúng nó bật ulti chúng nó quẩy thôi chứ. Nhiều bọn cố tình băng trụ để cho tụi đánh mất máu để chúng nó đập nhau. Thế có này ra ta ra ít máu đam to hơn nhiều. Đam to hơn nhiều khỏe lắm. Thành ra đa số toàn ít máu bắt đầu chúng nó bật ulti này chúng nó đập này. Có thêm con Aza trên đầu nên thì cũng kiểu cần hết. Đứng mà cần là lết, đứng mà cần là chả sao gì. Tara rồi. À ừ. Mèo là đẹp vãi. Chả cần phải lên đam cũng đánh đau rồi. Nên là có thêm con Aza full phép nữa. Tara thì làm vai trò trợ thủ. Hai con quẩy đủ nát đội hình đối phương rồi. Hot pick mà, cặp đôi Aza Tara hot pick này. Từ giả cho đến danh. Mọi thứ đều hot luôn. Cùng lắm mất Tara thì chúng lại chơi Toro hoặc là Arthur. Nói chung mấy con châu châu là chúng nó phát hết. Ok nha mọi người. Mất múa. À ok nha mọi người, một cái store đi ạ. Good job. Nghe hấp dẫn quá. Hả? Mua tội xa đây quá, xa chỗ nào, xa 7-8 cây. Ừ, 7-8 chân cây đi anh. Ở đâu? Tại trên Mỹ Đình, sau bến xe. Ở gần chúng tôi ấy, chúng tôi có 1 cây. Nếu mà thế, cách đây phải gần 10 cây. Xa lắm. Tôi từ Nam Tiền Lim dần lên nè. Quá, một ngày đi học còn mệt hơn nè. Nhưng mà ý là ông không mất tiền nhà thì nó đỡ, nhưng mà đây thì bọn tôi đang tính toán. Xem. Ở nhà mấy đâu. Đúng rồi, ở nhà mình đâu đây, đây chơi đôi. Nhưng mà cơ bản là đi xa đấy. Em không biết qua đẹp thì chuyện mình. Hỏi anh Long xem. Làm tỏ phòng kế bên, em phòng nó gây trọ tàn mê hơn đây. Gần luôn. Ok nha mọi người, mình sẽ thằng xây cái thể mình xây nha. Mua thêm một máy tính nữa, chơi game thì sướng thôi rồi.
không có gì để bàn nữa, thiệt làm được ưu trả nhà luôn. Trời ơi, đi làm. Ê. Em ạ. Sướng. Thế thà nhập kênh ở nhà thì làm ở nhà thì cũng sẽ đi được nào cũng được, anh lên tay anh ngồi em rồi. Mày phải thích cái tiền ra ta không anh mày. Xong rồi anh biết chỗ nào okay. Kiểu bán kiểu bán đồ người ta mà người ta lấy kiểu giá tốt mà không bị lừa không anh? Em bị lừa một lần em chán quá rồi. Mua gì kiểu em muốn bán cái con lắp cũ của em đi nhưng mà em không biết chỗ nào bán được nữa. À đi hỏi bán biết đã rồi. Thì em chỉ có bán qua tay thôi chứ. Đây, để anh hỏi Nguyên tại Nguyên. Chứ còn đã bán lại cho mấy bọn quán mới tính thì quán nào nó cũng bị hết. Dạ, quán nào nó cũng lấy hết, nó cũng giảm hết cỡ. Tại vì em chẳng biết mua bán kiểu gì. À, ra quán sửa hỏi. Không, quán bác anh quen. Nhưng mà không biết chú Yên bán như nào. Anh chỉ hỏi okay. Xem giá được, cũng được giá thì bán. Ở quê thì bán rẻ lắm. Đây thì hỏi. À nhưng mà hỏi thế phải hỏi qua mẹ. Mẹ anh á? Ừ thế thì thôi để mai không tí mẹ lại gọi. Tại vì cái chú đấy chơi cùng cái bác ok tí rồi tí này. Anh ơi mai mua thuốc vô để đây nhé, em sợ quá rồi. Bánh đứt. Nhưng mà không lan đâu. Tại sao tao không biết. Không bị lan đâu. Ok nha mọi người. Đi xe mày ta sợ rồi. Sẽ phế chân năng không có gì thì chỉ sợ em chân mỗi lông thôi. Sao bị xẻo vậy? Đây anh hỏi. Anh hỏi Min tại sao bị xẻo vậy? Cào. Cào không được gì đâu. Anh bị cào suốt. Đúng rồi, cào không được gì đâu. Chính xác. Thật, cào không được gì. Nó chỉ là bị ở ngoài da. Bao giờ nó vào thật sâu bên trong thì nó mới thành xẻo rồi. Có thành xẻo chứ sao. Đấy, em này còn chẳng có gì. Con trai không nói gì em. Thằng nào ra ngoài thì mới mặc quần tất. Trên em nó cũng thấy cái quay nhiều lông thôi. Thứ sáu tao đào bóng nhá. Ok rồi. Nhóm xem ngón chân anh không bị chảy mủ nữa thì đá. Không mà đá bình thường đá nó cho nó bật mủ ra ấy. Đi giày chật các thứ. Không nghe rồi này. Mấy hôm mà bị như này đá cho bật mủ ra nó mới đỡ. Mày ai vậy? Ờ, khoái sắt xem. Anh sắt nhở? Anh sắt nó bị mủ ở khoái chân đi. Đi ở khoái chân phải đá cho bật mủ ra đúng không? Cho nó bật luôn cái móng ra. Thật. Đây để em cầm kìm đi. Trời ơi, kìm thế nên mới phải cần đá bóng nó mới không cảm giác gì. Người lúc nó bật ra nó không thấy đau nên là cầm kìm nó bắt nó đau nên là. Thật. Nói chuyện trò. Trời ơi. Ôi chặt chỏ, chán không nhỉ. Cái kính cắt là Anna đeo được không chú ý. Trời ơi, đây ngày mà đã thua rồi. Chúng ta đang thấy lắm. Cái gì vậy? Người ta chơi những cao, người ta quỷ diệt lên này. Hỏi cái gì? Gì em đi giúp bọn sẽ cao cái vật bất tử. Hỏi đâu? Hỏi là cái đang không? mong chờ từng giây từng phút cái giày đang đợi để chốt đơn. Gần 800 ui son giày đi đấy này shop 800 không phải hàng ao đâu hàng chính hãng hơn 2 triệu. Những giày rẻ nhá, ra này đây Adidas này, những giày đấy là giá ao rất là rẻ nhưng mà giày của nó là hơn 1 triệu. Chính hãng 2 triệu mà, chính hãng 2 triệu. Tùy thôi. Tùy từng đôi. Mấy cái đôi chọn đấy, chính hãng cái bên nào cũng 2 triệu. Nhưng mà mấy cái đôi basic tầm vàng cũng ăn được khoảng 2 nhá. Tầm triệu 1, triệu 2 thôi. Còn MLB là từ 2 triệu trở lên. Ở đấy ý là cái đôi bên kia tìm mấy shop đều hơn 2 triệu. Mua đôi vàng của tôi bán rẻ. Không ạ. Nhưng mà nếu mà ông mua giá mà 800 mà hàng out chỗ hàng qua tay hoặc hàng sử dụng rồi. Ok nha mọi người. Mình thấy nên mua mới. Mua hàng ao cũng thấy nên mua mới. Không có nhiều đứa bị thối chân lắm. Với cả là nếu mà ông mua nhiều là có những loại nhiều fake này
Z-Rap 1. Layout, ý của tôi mua layout ấy. Thì từ từ, Rap 1 về layout ấy, thì ông nên mua Rap 1 hơn. Tại layout nó không khác gì mà luôn. Không khác gì Rap 1 đâu. Mà giá Rap 1 thì nó rẻ hơn. Thấy shop nào bán cái kiểu này cũng đều chỉ có mức giá bằng đấy. Thế xong nặng thế cũng chỉ 780. Vấn đề là tiền chưa về. Ok, và video mình đến đây tốt nha. Tất cả những người xem video này kênh nha. Bye bye. Hello chị, em cầu người bạn này mình sẽ tôi sẽ người bộ hôm nay cái lúc buổi trưa anh lòng hỏi anh em nó rẽ và để được rất nhiều thì mọi người sẽ tô hoàn thành nha. Anh Long đã ra quyết định ngày nghỉ thì lo gì nữa. Nó phải quay vội lên mất sắp mạng, không đi được. Có em hai để cho nó chạy chẳng. Anh đi được. Thế thua rồi. Đi thua rồi, thua nữa rồi, hết sao mạnh anh. Chuẩn bị tinh thần thua đi. Ăn thẳng sao chén. Ai, sướng quá, này không phải chơi game. Ôi, mừng rớt nước mắt. Cuộc đời của tôi cuối cùng cũng có hôm tự do rồi. Ok, mọi người tôi đi nào. Ngày sắc anh cười nhỉ. Anh nghe nhỉ. Thua. Vô nồi. Ok nha mọi người, mình sẽ đánh dấu xong nha. Ok nha. Ok. 5 hôm nữa. Lâu. Mong hôm Amita là đẹp. Like nè. Ok, mọi người tốt theo mình nhé. Được thôi. Ok. Mời tôi đi ạ. Giờ phớt này. Tôi con này dùng chiêu 2 nó hồi máu à. Chị ra. Con gì ai? Mình chú địch thôi. Còn bình thường là sẽ mất máu. Thịnh sau. Thịnh ơi. Hả? Video nhiều lắm nè.
Ok ok, cái để này. Có một cái là bản lách, một cái là bản gốc. Ok, cái để này. Và một okay, một cái bản lách, một bản gốc, có cả tô màu. Còn lại mai tôi chuyển nốt thêm một trang. Mấy trăm nghìn ạ? Mười giờ tất cả, còn có tí nữa. Ok, mọi người. Dạ, hoa cỏ, cái gì nhỉ? Ok, và mình sẽ hoàn thành tranh này nhanh nhất có thể cho mọi người xem nha. Bước này bước nữa là xong. Mình sẽ bỏ bớt ha. Chiều cuối thế ơi, chiều cuối mà chiều kia chiều nặng thế à, nó chả có cái quá gì mấy, nó vẫn là số thiên để có chuyện là như đấy mà. Ok, ok nha mọi người. Và đây thì không cố gắng để lên chiến tướng à? Từ bỏ. Thôi vừa qua mai anh được rồi, thế được rồi. Thành tích của Thịnh đã được vượt qua rồi. Giờ không còn nói là cày cho mẹ anh lên 30 sao cơ mà. Còn tao thì không cày. Nói từ năm ngoái năm nay bây giờ mới cày, không có nghĩa gì. Ok, thế kiểu sẽ to như này nha mọi người. Là vượt qua mấy anh rồi. Chưa, đã 200 cái nữa. Đúng không mọi người? 10 điểm. Ồ, cái đúng này là chơi trẻ năm này. Ok, mình sẽ chụp bài tập đi mọi người. Ok. Ok, và video nhầm đấy, của tôi ạ. Ai su ta ta chưa thành mấy solo bao giờ không anh? Đánh chết lầu. Ok nha mọi người. Chăm chỉ vì tương lai thưởng Tết. Yes. Có khi nói lâu thì trong tìm thử nhóm nè. 11 giờ chúng ta chưa về. Anh Long về. Hôm buổi, buổi cuối cùng chúng ta sẽ ngồi đến tận buổi đêm nha. Là 24 hả? Ngồi đến sáng luôn đi. Thế anh được, chiều hôm sau chiều. Làm bắt hết ngày hôm đấy luôn đi. Chiều. Làm đến tận chiều hôm sau xong về luôn. Ồ. Anh động vào phát lại được luôn vậy. Tao biết con này anh ta anh tìm. Gà. Đây. Đây là được rồi. Tôi biết rồi, hồi nãy nó cứ bị đau đau ấy. Anh Long gọi đại chúng ta bảo
hỏi là thì chị chế chịu, tao không nghĩ thế. Nhiều mày gọi, nhiều tao gọi mày không mày bảo nói kéo gì. Em ok em táo mà em cứ dùng em là em được đấy, là anh không được cái gì, anh xin em chưa. Và video của mình đến đây là kết thúc. Em gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tôi mà bút chai. Đây là chàng trai 34 tuổi, tiết kiệm được 2,7 tỷ người đồng. Người cổ ra dựa vào 7 cô bạn gái trong vòng 13 năm. Xong cũng bị bắt rồi. Nhưng mà... để đến bây giờ cho mọi người xử lý với tôi luôn nhé. Thế thì Huy mới phải đi xem trên bàn phóng hoa của mấy bọn mình. Nó phải đi bởi rồi thôi. Tiết kiệm được tận 13 tỷ rồi à? Sợ thật đấy. Rồi giỏi. Tôi cũng muốn. Ha? Đây nhiều lúc của mấy thằng mình múa mồ với mọi người. Sự thật thế mà biết sao giờ. Mình sẽ cần một cháu này để kèm cái mỏ. Cái gì? Chàng trai tiết kiệm được 13 tỷ. Cái này thì bảy cô bạn gái. Cái gì? Quay. Cắt được này. Cắt được ấy của Thịnh. Cắt đôi nỗi sầu. Anh tay cắt đôi nỗi sầu. Xa đi cả bóng hề. Anh cắt đi cả bóng hề. Ok. Mình chưa biết cái này cái gì cả. Mình vẫn chưa hình dung ra. Nói chung là một cái đồng người nha. Nhưng mà thua. Anh thua nãy giờ anh vẫn chưa đánh trả nào. Nghiện lắm rồi. Tất nhiên coi dùng chiêu 2 đánh rồi mà. Đúng rồi, nó xịt mất máu mà. Mình đang phân vân mọi người ạ. Mình nên quay tiếp hay là về nhà ngủ sớm mai đi làm. Giờ này đường tắc quá mọi người, lạnh thế này dậy sớm cũng lười. Mọi người có ăn món bánh không? Mấy mày gương vừa quay vào đắp đúng không? Cái liên quan còn quyền anh Đức. Em hát không bản quyền trời. Quyền anh Đức thì đáng lẽ tôi phải vừa đây tôi phải dính từ đầu ấy. Ừ, mình dính xong anh mới nói chứ nhớ đâu không dính mà anh không nói chứ. No. Mình hát tôi nói nha. Đứng bản quyền là anh. Nhưng mà hát hay dính được chưa nhỉ? Ừ. Các bạn hát hay quá. Chúng ta đang sợ nó khỏe. Các ngày là bị bỏ. Dạ, ta đang sợ khỏe. Em ơi, nhưng mà nó cũng... Đây là địch chưa lên sách đúng không? Chưa sách chưa đau đúng không? Sách chứ, sách nhiều chứ. Đi ta phải chơi cả đau, cả sách. Cả đau, cả sách đi chứ. Ra solo với nó. Ok. Ok nha mọi người.
còn chưa bị ẩm ngọc ấy. Cái dầu chưa? Ở đây tôi định uống nhưng mà lại quên đi rồi. Uống như kẹt. Ăn đi sâu ngon mà. Uống nó chặt chặt mãi. Thì đúng vậy mà. Nên là nhiều. Mần nhạt cục hay là dầu mình nhiều nước. Nhiều nước. Cái này nhiều nước rồi. Đấm. Cái gì vậy? Đấm. Cái gì vậy? Nước Atiso. Uống ơi, xem được ngon không? Thằng kia chắc, con tên đây đọc mù rác đọc mặt như thế nào? Thì uống với con Tara sao chết bởi mù rác rồi này. Đó là cách có mất máu rồi mà mình nhớ là mình sẽ nhớ thì mình xem. Chắc thế. Đâm tự công đi. Khéo ngồi xem phim hay mà tiếng bên máy nó vẫn ghi vào. Nhưng mà tôi có xem cùng có cái điện thoại một cái là một cái xa. Ok, và mình cho bạn thấy mấy xe nhé, có thể cho mọi người xem nhỉ. Không chấp thấy. Ok mọi người. Bị lật kèo thì tôi vứt. Get ta ra. Thôi đợi mình xíu nha. No. Đừng có đợi mẹ. Sao đi một người để một người lại đâu? Ngon không? Ngon mà. Dạ. Sao anh xem à? Chị cho có. Hết rồi. Đấy lại bắt đầu nhức chân cả anh San. Ăn ăn gì à? Thế chị chiêu. Ua. Anh solo ta ra không? Ui giận anh tuổi. Chơi luôn. Dễ, đầu game thì đánh nhau không máu thoải mái. Háo thích. Thấy không? Cậu có nhạc không? Ừ. Rồi. Nhìn đây này. Đây, người ta ít máu, người ta bật ulti, người ta mới quẩy. Thôi thì mới quẩy ulti. Cứ để đầy máu, thằng nào đánh được. Người ta lại càng ít máu càng đam toa. Chắc cho anh nói thế, để anh biết biết. Kia thua kia để lén cay cái này là phải cay rồi, cái này chính là cay rồi, cay chứ cứ anh áo thì thôi rồi anh ơi có gì em luôn kìa ẩu ẩu ẩu
Em chỉ bảo chẳng ngân tua thì thôi. Cay cay thật, cái này là cay thật. Cay thật, cái này là cay thật. Nói được bù sao? Em biết là bù sao rồi. Nhưng mà tốn thời gian. Nhưng mà vẫn cay. Cố gắng, cố lắm rồi, để nó ăn xây sơ 15 phút rồi các không, kiểu không quan trọng là xong để nó bảy đẩy vách đo một cách quan đơn giản là hay là được. Thấy vẫn còn làm gì được đúng không, đúng không? Video của mình đến đây kết thúc nha, hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Với lại sẽ ký kết của mình nha, bye bye.